Thế sao xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Du Du. Hôm nay mời cả nhà đi chợ Phố Hài cùng với Tisu ạ. Bây giờ là 10 giờ sáng. Như giờ này người ta bán cá xong thì về hết hay sao mà. Đây là rau củ quả nè. Quả. Ra đi chợ xong rồi. Còn 7 ngàn nữa. Ủa giờ này bán cá xong hết đi về hả chị? À, sớm mày không, tại em thấy về sớm. Nói có gì ba hết rồi. Dạ. Đi vô chợ nha cả nhà. Ồ, chợ này như mình đi ra 10 giờ không biết còn chợ. Không biết là có còn chợ cá hay không. Đi hơi bị trễ. Để em chút dạ hả? Người ta vào ngoài lựa hành. Thôi rồi. Mình vô trễ quá, người ta bán hết cá rồi. Cả nhà mình mới có 10 giờ trưa mà hết cá rồi. Làm hết chưa, hết trọi rồi. Này là làm cá. Này là cá. Cá nhồng. Này làm món gì ngon gì? Chiên ha. Cá nhồng nhỏ nhỏ. Này kéo cũng lợi hại ha, kéo cắt xong rồi đánh dãy luôn. Ủa em cũng nói làm cái lực kéo nè. Còn cái này cho gà hả chị? Gà heo. Bán hả cho? Một ký là mấy ngàn á hả? 5 ngàn hả? Dạ. Nó là tận dụng hết, không có bỏ gì hết trơn. À, cây chày này mà đập mà nó muốn mòn hết mỏi mòn luôn ha. Mòn mỏi mòn. À, bán xong là dọn dẹp sạch sẽ, con cảm ơn nha. À, bán xong chờ dọn sạch sẽ để đi xu qua bên này coi. Bên này có gì? À bên này cá ngừ. Dạ bên có ngon cá ngừ. Cá ngừ ngon. Cá ngừ này cả nhà. Cá ngừ hôm nay nhiêu ký chị? 80. À. Dạ hôm nay đi qua chợ trễ quá không còn cá để quay luôn. Qua kia cá kia em. Dạ để em quay cá ngừ này đó. Này về kho hả? Kho gừng. Kho tiêu tỏi. À tiêu tỏi. Kho thơm. Ờ thơm. Thơm tiêu tỏi. Có người ta kho ớt tỏi. À. Tỏi ớt. Tỏi ớt nó ngon ngon. Dạ. Nó thơm hơn. Này ăn mấy ngày mới hết cá này kìa. Ừ. Ăn với bún ha. Bà miếng rau sống với xài bằm ha. Nghe là thấy đổ mồ hôi. Không giống như đứa đâu. Nghe là đổ mồ hôi. Thầy hôm bữa đi qua Vinh Ba Bà có thấy có mấy cô kho cá ngừ này nè. Chiên thơm chiên xong rồi kho thơm lên trời. Nó thơm á. Thơm. Chứ nhà Úc có kho cá ngừ có thơm mà. Đã thơm vô ngon. Em đứng lên cái chuyện nó dạ. Dân mình. Hồi đó giờ ở đây có ai ăn thơm. Thơm ngon á, với nhà thơm có thơm ngon á. Nó thơm ở dưới á.
lóc ở dưới cho nó khỏi cháy á, với lại nó ra cái chua chua ngọt ngọt. Ủa? Của cái thơm con cá thơm thấm gì mà nó ngon hơn nước dừa nha. Thơm á, kho nó ngon hơn nước dừa. Kho cá nước dừa là số dắt rồi. Em cảm ơn. Kho nước mía. À đúng rồi, có mía nữa, có người kho mía nữa. Mía thì khỏi bỏ đường. Có người kho nước suối. Nước suối thì hả? À. Người kho nước suối. Nói cả nhà mình thấy cá nè, thấy cá nè, làm xong nè. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cái chân à. Thôi để đất nữa em về em rửa được rồi. Dạ, dạ. Này là cá cháo cháo nè cả nhà. Giờ này qua hết cá. Ký tên của chị đó, chiều chị lên lấy nha gì không? Chị lấy con cua á, con cá con cá này em nhìn nó hùng á. Cá. Ba con cá bớp. Mất gì ăn chứ? Nhưng mà nó ăn rồi cha. Cua nấu nha. Cá này sao lạnh dữ hả? À, bán hả chị? À, giao trên online. À, bên này là cá bạc má nè. Nhiều rồi ha. Cá lồi á, cá lồi to chưa? Ồ, có mấy con kia một con mười mấy ký rồi chị à. Ừ. Cái này chú này ngon nè, này nhiêu ký? Cái này á, 200 mấy ngàn. Ừ. Ngon chưa? Quá trời ngon luôn. Hết rồi. Hết rồi. À, này con cá. Còn con cá cá nữa không? Bên này là mấy cái đầu cá bớp. Nếu mấy con cá chấm. Không phải, cá này. Cá này cá gì hả chị? Mình nói tầm bậy, cá tầm bậy là bị rầy. Cá này cá gì anh? Con cá sủ hả? Dạ cảm ơn. Cá sủ cả nhà. Bên này cũng hết rồi. Cá này cá gì vậy? Hả? Cá cụp. Cá cụp à? Con này lạ ha. Cá này là thường gọi nè. Thường ở đây luôn hả? Ở đây thường biển ở đây hả? Biển ở đây luôn hả? Biển rồi. Cá lớn rồi. Ờ, còn tươi mắt bóng. Tươi cá lướt mà. Dạ. Ủa là bán rồi đó, xong rồi hả? Cái này là trà gì mua. À, gì mua hả? Mua xong rồi đi về. À, uống đi cà phê ăn. Ăn ăn miếng khoai, uống miếng nước mía. Em cho lực thở chụp nha. Quay luôn lên mặt luôn nè. Ai kêu nói to. Hay cả nhà mình đi đi chảy quá. Xin miếng nước rửa chân nè. Trời ơi, nãy cá cá nó văng lên chân. À, rửa chân. Cảm ơn nước. Hay, xong. Xong rồi đi. Đi một vòng chợ nha cả nhà mình, giờ này chắc hết gì rồi quá. À, bên này còn có chị ngồi làm cá nè. Đi qua coi chị này làm cá. Làm cá bóng. Này làm để ai tới mua là bán hả chị? Cá mấy? Cá bóng kho keo. Bữa thi sô đi ra ngồi Huế có chị chỉ kho cá bóng. Con cá bóng nó săn chắc mà nó ngon thịt đó. Này là cá ngát. Em cảm ơn nha. Này. Dạ rồi, mời anh qua. Dạ. Bên này thì tôm lột. Đó, bên này là bán dồi nè. Giò này là làm rồi nè cả nhà. Cái này là về hấp rồi chiên lại ăn thôi.
Dạ con không à. Đây đu đủ. Này là lạng thịt để nướng thịt nướng nè, không gì. Này phải có tay nghề mới làm xịn sò. À, con cảm ơn nha. Này đu đủ nè, trời ơi đu đủ ngon chưa? Đu đủ vàng ngon. Nè thì xu đi chợ trải quá nên vô chợ nó không có còn sơm tụ giống như mọi khi. Mọi khi đi vô nó đông rồi cá rồi hải sản nhiều. Giờ vô giờ này thì nó xìu. Người ta bắt đầu dặn chợ hết rồi. Đây mình quay hàng chè cho cả nhà mình xem nha. À, chè. Đó. Thưởng thức chè. Thưởng thức chè. Ok, cô chú anh chị các bạn, hôm nay thì đi sâu vô chợ chợ Phú Hài ha, quay lại khung cảnh chợ cho chia sẻ cùng với cả nhà mình. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tê Xu. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.